Chào bạn. Triệt lông, tẩy lông là phương pháp làm đẹp của các chị em chẳng may bị rậm lông. Bên cạnh các phương pháp như dùng tia laser, cạo lông, wax lông thì có một phương pháp hỗ trợ triệt lông vĩnh viễn khá hiệu quả, triệt lông bằng mỡ tranh. Đây là điều mà khá nhiều chị em đang băn khoăn khi sử dụng mỡ tranh để wax lông tại nhà khi rất nhiều quảng cáo trên mạng về công dụng thần kỳ của mỡ tranh. Tuy nhiên, việc sử dụng mỡ tranh không rõ nguồn gốc, sử dụng không đúng cách sẽ gây tác hại như viêm da, lông mọc ngực. Bài viết này, bọn mình sẽ giúp bạn tìm hiểu về tác dụng của mỡ tranh với việc triệt lông. Mỡ tranh là mỡ tranh tươi đã qua xử lý có màu vàng và có mùi đặc trưng. Thành phần hóa học của mỡ tranh là các ester giàu axit béo không bão hòa, oleic acid, linoleic acid, glycerin pyrimethate và các hoạt chất tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị viêm da. Trong mỡ tranh thô có đến 16 loại axit béo chai glycerin tồn tại trong thiên nhiên dưới dạng axit béo duỗi thẳng. Mỡ tranh có khả năng thâm nhập mạnh mẽ vào lớp biểu bì, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và bảo vệ bề mặt lớp tế bào sừng, ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại trên bề mặt da và phục hồi lớp màng lipid trên bề mặt do sự tàn phá của các loại hóa mỹ phẩm. Trước đây thì mỡ tranh được biết tới với tác dụng chính là chữa bỏng, làm mềm da. Những năm gần đây, nhiều chị em phụ nữ truyền tai nhau công dụng làm đẹp của mỡ tranh khiến mặt hàng này càng tiêu thụ mạnh với tác dụng chữa da khô, nứt nẻ, viêm da cơ địa. Trên thực tế, mỡ tranh không có tác dụng triệt lông trực tiếp mà nhờ khả năng liền da nhanh, khiến lỗ chân lông xe nhỏ lại, từ đó lông mọc lên chậm, mềm hơn, nhỏ hơn, hoặc không mọc nữa. Về cơ bản, đây là phương pháp triệt lông lành tính nên được nhiều người áp dụng. Nghĩa là, sau các liệu pháp triệt lông như tẩy lông bằng kem tẩy lông, waxing bằng sáp, bạn không nên sử dụng dao cạo vì chân lông không được loại bỏ. Lông dễ dàng mọc lại trên vùng da đã được tẩy lông. Sau khi sử dụng các phương pháp waxing lông để tẩy lông, bạn dùng bông thấm mỡ tranh và quét nhẹ lên vùng da để một lúc rồi rửa lại bằng nước ấm. Lưu ý khi sử dụng mỡ tranh. Theo chuyên gia, việc dùng mỡ động vật nói chung và mỡ tranh nói riêng, nếu dùng không đúng cách hoặc lạm dụng quá nhiều sẽ rất nguy hại. Nhiều trường hợp bôi mỡ tranh để triệt lông nhưng rơi vào tình trạng lông bị mọc ngực, cuộn tròn vào trong gây bít tắc lỗ chân lông và gây nên tình trạng viêm nang lông. Một số chị em mua phải sản phẩm mỡ tranh không rõ nguồn gốc, hạn sử dụng và thành phần nên phải chịu hậu quả là da kích ứng, nổi mẩn và nhiễm trùng. Đặc biệt, không phải loại da nào cũng có thể dùng mỡ tranh để triệt lông. Với loại da dầu, nếu sử dụng mỡ tranh có thể làm bít lỗ chân lông, gây nổi mụn. Lưu ý khi triệt lông bằng mỡ tranh thậm chí gây viêm da nghiêm trọng. Để triệt lông bằng mỡ tranh an toàn và hiệu quả, bạn cần chú ý những điều sau. Chỉ sử dụng sản phẩm mỡ tranh chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Không triệt lông bằng mỡ tranh khi da quá dầu hoặc làn da có các vết trầy xước, gặp bệnh lý da liễu. Mỡ tranh chỉ có tác dụng hỗ trợ trong việc triệt lông, giúp lông lâu mọc lại nên để làm đẹp hiệu quả, bạn cần kết hợp với phương pháp waxing lông bằng sáp chuyên dụng. Nếu sau khi triệt lông bằng mỡ tranh, nếu lông vẫn mọc lại thì bạn không nên vội wax tiếp mà đợi lông mọc dài hẳn rồi lại wax và bôi mỡ tranh tiếp. Mỡ tranh Umiha hay còn gọi là mỡ tranh U Minh Hạ là sản phẩm được chiết xuất từ mỡ tranh thô dưới dây chuyền công nghệ hiện đại. Được bán theo combo triệt lông Velvet mỡ tranh Umiha đi kèm giúp bạn tẩy lông trên các bộ phận cơ thể như tay, chân, nách, vùng kín. Công dụng chính của mỡ tranh Umiha là hỗ trợ triệt lông vĩnh viễn, giúp chăm sóc da mịn màng, giảm những vết sẹo thâm xấu xí. Về bản chất, mỡ tranh U Minh Hạ không có tác dụng tẩy lông cũng như làm rụng lông trên cơ thể. Nó không trực tiếp làm rụng lông, mà có tác dụng chính làm se khít lỗ chân lông, bảo vệ vùng da cần triệt lông và gây ức chế việc mọc lông. Do đó, nó sẽ là sản phẩm không thể thiếu khi bạn sử dụng kem Velvet tẩy lông nhập khẩu đi kèm theo trong gói combo. Sau khi loại bỏ lông trên cơ thể dễ dàng bằng kem Velvet tẩy lông nhập khẩu, không gây kích ứng. Bạn sử dụng mỡ tranh U Minh Hạ để thoa vào vùng da vừa tẩy lông xong sẽ giúp se khít lỗ chân lông, phần da được tái tạo khiến cho lông mọc lại chậm hơn, mềm hơn, thưa hơn và không còn mọc nữa. Bạn áp dụng đúng liệu trình sau khoảng thời gian 4-5 tuần lông sẽ hoàn toàn không mọc lại. Bộ combo bao gồm 2 hộp kem tẩy lông Velvet nhập khẩu chính hãng, 1 lọ mỡ tranh Umiha. Theo đánh giá của nhiều khách hàng thì việc sử dụng combo mỡ tranh Umiha đem lại hiệu quả tốt mà rất an toàn, không gây đau rát, không kích ứng da. Cách sử dụng đúng combo mỡ tranh Umiha để triệt lông bằng mỡ tranh cũng cần phải được thực hiện đúng phương pháp. Với
với hàng loạt hướng dẫn trên mạng khiến bạn hoang mang và không biết nên lựa chọn ra sao. Cách thực hiện được xếp theo trình tự chuẩn như sau. Bạn làm sạch vùng da cần tẩy lông để loại bỏ các tế bào chết, chất dư thừa, bụi bẩn, làm thông thoáng lỗ chân lông. Để tránh cho vi khuẩn xâm hại trên da trong quá trình tẩy lông, có thể sử dụng các sản phẩm tẩy da chết để làm sạch. Bạn sử dụng kem Velvet thoa đều lên vùng cần tẩy và để 15 phút cho kem thấm sâu vào da. Sau đó bạn dùng một chiếc khăn bông sạch mít mạnh vào vùng tẩy lông. Lông sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. Lau sạch vùng da một lần nữa bằng khăn khô. Bạn thoa nhẹ nhàng mỡ tranh Umiha lên vùng da đó và thư giãn trong khoảng 1 giờ thì rửa lại bằng nước ấm. Và thực hiện liên tiếp trong 3 ngày sẽ giúp làm se khít lỗ chân lông, mềm và mịn làn da. Đây chính là biện pháp tẩy lông hiệu quả mà bạn có thể tham khảo và áp dụng ngay tại nhà. Tuy nhiên, bạn cần mua mỡ tranh tại các địa chỉ uy tín, tránh hàng giả kém chất lượng gây nên tình trạng viêm nhiễm lỗ chân lông, nổi mụn, ngứa ngáy. Đồng thời, nhằm đảm bảo an toàn cho da, bạn hãy tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ. Vậy mua Cambo Triệt Lông Vĩnh Viễn U Minh Hạ ở đâu? Yên tâm, chính hãng. Bạn có thể tham khảo trang cung cấp chính hãng bên dưới mô tả của video này nếu đang có nhu cầu. Cuối cùng, chúc các bạn nữ sau khi tham khảo bài viết sẽ có được giải pháp hiệu quả để loại bỏ những chiếc lông dư thừa, trở thành cô gái xinh đẹp khiến nhiều anh chàng mê đắm. Chúc bạn vui vẻ. Mũ mũ.